thì cái cách là chúng ta là bơm máu lên trên não ha, và ta làm thử thử ta làm bây giờ. Ban đầu thì ta sẽ dò cái tay á, cho nó ấm lên ha, tất cả cái ngón tay mình xoa nha ha. Rồi sau khi xoa xong rồi thì ta sẽ lấy ta vuốt lên, nhưng mà vuốt á, nhớ là vuốt ở bên bề ngoài của cánh tay ha, vuốt lên vuốt lên vuốt lên. Rồi sau khi vuốt lên xong ta đổi cái cánh tay này, ta vuốt lên vuốt lên vuốt lên. Rồi, vuốt lên. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ buông máu lên bằng cách đó là chúng ta bỏ ống cáo ra, nữ bỏ ống ra. Được chưa? Rồi, thì bằng tay chúng ta thì có thể là mọi người thấy khó, nhưng ta để nguyên cái cuốc của ta, thấy chưa? Rồi, ta đặt ở đây nè. Nè, ta đẩy lên, tự ta đẩy lên. Ha, tự, mà vuốt vậy nè. Ta nhìn này nha, này vuốt. Vuốt lên, vuốt lên, vuốt lên chưa? Rồi, vuốt lên xong rồi thì ta sẽ lấy cái chỗ cái xương đây nè ha, ta cũng vuốt lên luôn, ta vuốt lên, đẩy 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 và nhìn nè, rồi cái đây ngay chỗ này ha, và vuốt lên, vuốt lên, đẩy lên, đẩy lên để cho lên bơm máu, ha. Rồi xong tới cái này thì làm gì? Kéo lên, đẩy 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 lên mục đích đưa lên máu, rồi máu, rồi sau đó ta thì ta không có banh kẹp làm nữa thì ta làm hai tay, mọi người giơ tay lên. Rồi, ta để vô trong cái chỗ cái đồ chỉnh này nha. Rồi, ta thử bơm. Được bơm. Nhìn nè, nhìn nè, thấy không? Nhìn tay kia nè. Bỏ tay lại, tay cứ nhắc này nè. Đây nè, nhìn cái này thấy chưa? Nè, vậy nè. À, rồi, rồi bơm. Rồi, và mọi người đẩy cho tôi về là 20-30 cái. Rồi sau khi để xong rồi ta dùng hai ngón cái ha, là cơ ứng đồ chuẩn này nè, cái này ta làm đây nè ha, ta để ngay trong một cảnh, ta sợ coi có nằm cách đập không, ta để lên được chưa. Rồi sau khi để xong ta lấy hai ngón tay cái rõ ta, ta vê cùng một lúc hai cái tay bên tay mình và đừng có sợ đau, đừng có sợ đau, vê cho thật mạnh và nghe nó nóng lên. Rồi con cũng vê như vậy đó. Rồi nghe không, nghe nóng không? Rồi bây giờ ta sẽ vê ở trong bên tay, rồi vê cho nhiều vô, rồi nghe nóng ngừng ngừng lên chưa, ở trong nghe. Rồi dùng 10 ngón tay qua. Wow. Wow. Rồi, sau khi hòa xong rồi, nè, ta dùng hai ngón cái cho rõ, nắm hai cái dành tay này. Thấy chưa? Chị kéo ra coi. Nè, bây giờ mọi người kéo cho tôi chừng 5 cái coi. 1, 2, 3, 4, 5, nghe đã không? Rồi, xong rồi, quen rồi, bây giờ ta nắm hai cái này lạnh xuống nè. Nhớ, ngón cái tay giữ ở ngay chỗ này. Nè, ta đẩy ra nè. 1, 2, làm mạnh lên. Rồi bây giờ là hai cái ngón tay đỏ này nắm cái tay, rồi lẫn ra, lẫn ra, lẫn ra, được chưa? Nghe nó nóng hết cái mặt chưa? Rồi bây giờ ta dùng là hai ngón cái và ta đặt vô cánh tay này, nhìn này nha, lòng bàn tay hướng về trước, đây nhìn đây, thấy chưa? Rồi đẩy về trước, đẩy về trước, đẩy về trước, rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ cũng dùng hai ngón cái và lật ngược cái sau ra. Rồi đút cái tay sau vô. Đây không thấy rồi, móc ra. Móc ra, đút cái nữa. Móc ra, rồi, đã chưa? Rồi, bây giờ người ta để hai cái tay lên, ta để nhẹ, vỗ nhẹ. Rồi, xong rồi. Xin cảm ơn.
Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập trì Liên tâm.